Trước khi mà anh học đại học mỹ thuật ấy, là anh có đi dạy là giảng viên của trường mỹ thuật và âm nhạc phải không anh? Không, trước đây thì anh học ở cái trường cao đẳng nhạc họa đấy. Thế đó, sau đó thì sau khi tốt nghiệp năm 88 thì là anh đi dạy 2 năm. 2 năm xong rồi là chán, bỏ và mình đi học. Thực ra là lúc đấy là cũng do cái hoàn cảnh lúc đấy là gia đình là không có ai ở Hà Nội, thành ra là cuối cùng mình vẫn phải đi dạy để mình sinh sống. Chứ không thì cũng mà cái thời đó thì nếu mà không đi làm nhà nước thì thấy nó có vẻ gì đấy Bấp nó bênh. rất là không thực tế. Hồi đầu anh mới sáng tác thì anh cũng sáng tác nhiều những tranh thể hiện và hình thể. Sau đó thì anh lại làm, bây giờ thì rất tập trung vào trừu tượng. Thì anh có thể nói với em cái quá trình mà chuyển đổi. Ngày xưa đầu tiên sau khi tốt nghiệp mình cũng vẽ hiện thực, vẽ những cái phong cảnh hiện thực, rồi những cái chợ quê, rồi những cái chợ miền núi, rồi những cái tranh về mỏ đá. Nói chung là nó những cái sáng tác nó cũng vẫn mang tính chất hiện thực nhiều. Thế sau đó thì năm 92 thì bắt đầu vẽ trừu tượng. Vẽ trừu tượng một thời gian cũng khá là dài. Thì sau đó đi làm báo, đến năm 95, 96 thì đi làm báo. Và sau khi đi làm báo thì lúc đó bị một cái tai nạn năm 97. Thì trong cái lúc sau cái lúc mà tai nạn thì là mình muốn quay trở lại mình vẽ biểu hiện để nó lột tả được cái nội tâm cái lúc lúc bấy giờ. Thế và cái lối vẽ biểu hiện thì nó tả được cái nội tâm của mình tương đối là sâu sắc nhất và nó giúp cho mình cân bằng nhất. Sau 2 năm vẽ biểu hiện năm 97, 98 thì đến lúc mà cuối năm 98 thì là mình lại quay trở lại vẽ trừu tượng. Và lúc đấy thì là một cái series quay trở lại, đầu tiên là series trong và ngoài. Thì xây dựng nó theo cái lối nhìn, lúc thì cảm giác là như là ngoài nhìn vào trong, mà lúc thì cảm giác nhìn như là trong nhìn ra ngoài. Thì nó là một cái lối xây dựng đồng hiện về không gian, nhưng mà lại nó nửa như hiện thực, nửa như trừu tượng. Nó đưa cho mình cái cảm giác là không bị giới hạn, không bị giới hạn bởi hình thể, không bị giới hạn bởi cái tư duy, và nó giúp mình khám phá mình được khá là nhiều. Tức là tất cả những cái kỹ thuật, tất cả những cái kiến thức của các cái trường phái khác mình có đều áp dụng vào đây được. Tranh của anh thì thường có những màu sắc phong phú và có những lớp lang mạnh nặng và tạo ra mối cấu trúc cho tranh. Thế thì anh có nghĩ là màu sắc chính là cái hình thức định dạng cho cái sự thể hiện tác phẩm của anh không? Tất cả những cái trường phái khác từ xưa đến giờ thì là đi đến không gian 3D. Tức là từ ấn tượng, biểu hiện rồi lập thể hay gì khác là đều đi đến không gian 3D. Nhưng thằng trừu tượng là không gian 2D. Không gian 2D tức là không gian bẹt trên mặt phẳng. Thế thì nó rất cần với cái nhị phân. Thế và cái thi thoảng ở trong cái trừu tượng và cái trừu tượng biểu hiện là cũng sẽ vẫn vẽ 3D. Tức là thêm một cái chiều deep và sâu phía sau tranh. Thế thì
tất cả cái thói quen thị giác của hầu hết những người bình thường, của tất cả những người thưởng thức là đều mong muốn là xem nó có 3D chứ không phải là 2D. Nhưng mà thằng trừu tượng là thằng 2D. Đấy. Và thằng trừu tượng nó dùng màu sắc để biểu thị tình cảm. Cũng như một số các trường phái khác thôi. Nhưng nó thêm một cái nữa, tức là gì? Thằng màu sắc nó chính là thằng giải quyết cấu trúc của tranh trừu tượng, chứ không phải nó chỉ là đóng vai trò giải quyết tình cảm. Tức là nó nhiệm vụ của nó đúp, tức là vừa tình cảm mà lại vừa là cấu trúc. Thế thì ví dụ ở trong những cái trường phái khác, giả sử màu đỏ người ta chỉ gợi đến một cái sự cảm giác về nóng thôi, nhưng cái ý nghĩa sâu xa của thằng trong trừu tượng ấy, thì thằng màu đỏ nó không những là gợi cho người ta cảm giác về nóng, nó còn có những cái hàm nghĩa khác. Ví dụ nó gợi cho cảm giác về sex, cảm giác về nhục dục, rồi hay là màu đen thì nó ra cảm giác quyền lực, màu trắng thì nó không đơn thuần là trắng nữa, mà nó có thể là trời, có thể là không gian, nó có thể là một cái cảm giác khoảng lặng ở trong tranh. Đấy, thì nó cái hàm ý của nó nhiều hơn, và nó tham gia và nó quyết định với cái nhịp điệu bố cục nhiều hơn những cái trường phái khác. Trong cái bộ sưu tập tranh của em và các cái tranh của anh ấy, thì em rất là thích cái bộ tranh về các cái teapot, các cái ấm trà ấy. Thì anh có thể nói cho em về cái series teapot của anh. Thì cái series Teapot Dream đấy, thì ngoài cái chuyện mà nói về cái văn hóa uống trà, rồi nói đến cái sự mai một của cái trà đạo đấy, mai một của cái văn hóa Á Đông này, thì mình lồng ghép những cái suy nghĩ cá nhân và đôi khi mình nghĩ mình là cái ấm trà đấy, thì cũng có rất là mong manh dễ vỡ, rồi cũng cũng bị lãng quên. Thế thì nó cũng có những cái mà đó cũng như là một cái sự tâm sự với chính mình thôi. Rồi những cái sự thể hiện trong tranh của anh, nó là những cái thế giới bên ngoài hay là những cái landscape bên trong nội tâm của anh? Nó cũng tùy theo từng giai đoạn thôi. Có giai đoạn thì nó cũng chỉ đơn thuần là một cái phong cảnh, nó cũng đơn thuần chỉ là một cái trạng thái cảm xúc nào đấy. Nhưng mà thời gian gần đây thì bắt đầu anh cũng có vẽ đến những cái gọi là hiện thực của cảm xúc, tức là những cái mà chủ yếu là cảm xúc nội tâm. Thế chủ yếu là cái mà cái thế giới quan ngoại quan nó đưa vào mình, và mình có những cái cảm giác và mình ghi lại những cái cảm giác đấy, và nó cố gắng ghi lại nó một cách nó chân thực nhất với cái bút pháp, cũng với cái lối muốn xây dựng hình của mình. Trong khi sáng tác thì anh nghĩ anh có những cái ảnh hưởng từ đâu, hoặc là có những ngưỡng mộ những nghệ sĩ lớn nào chứ? Nói chung là mình cũng là cái người xem nhiều, đi xem rất là nhiều các bảo tàng lớn trên thế giới, rồi xem sách, xem tranh rất là nhiều, và cái đọng lại trong đầu mình thì
muốn không muốn là nó cũng có những cái ảnh hưởng và có từng giai đoạn khác nhau thì ảnh hưởng cũng rất nhiều người. Ví dụ như thời kỳ đầu thì mình lại mình thích William Đồ Quân Ninh, thì hay là những cái dạng thời gian biểu hiện thì thích Mung, Bacon, rồi về sau thì lại thích sang Pollock, thích Frank Lai, rồi thích Stella. Ngoài cái chuyện mình đối diện với cả cái tranh của họ ở các bảo tàng, mình suy nghĩ, mình cảm nhận cảm xúc và mình ghi nhớ cái cảm xúc đấy, thì rồi đến những cái mà xem đi xem lại, đọc xem là những cái xu hướng khuynh hướng của họ như thế nào, thì mình cũng ngấm vào người và nó cũng trở thành một cái gì đấy, nó không, nó cũng cứ vẽ thì nó cũng vượt ra thôi, chứ còn không cố tình bắt chiếc ai, và thậm chí còn phải tránh, tại vì là nếu như vẽ như thế thì mãi mãi nó sẽ không bao giờ tạo được cái riêng của mình. Và cũng có rất nhiều người đã nói là thế giới gì nó rất đầy đủ rồi, nó chỉ còn thiếu mỗi cái sự sáng tạo của bạn thôi. Nên cho nên là nếu mà mình không làm được cái điều đấy thì cũng chả nên vẽ làm gì. Em thấy tranh của anh cũng đang được hay được đấu giá ở trên những cái sàn đấu giá quốc tế như là Sotheby's. Thì như thế nào mà anh có thể nâng được lên cái tầm hoạt động quốc tế cao như vậy? Thực ra thì cái đấy là nó cũng có thể nói là nó là một cái sự may mắn thôi. Tức là mình cũng được biết đến. Chứ còn mình cũng không có mối liên hệ nào. Thì mình được nhà đấu giá Sotheby lựa chọn thì là họ cũng theo dõi và họ cũng khoảng tầm 10 năm đấy. 10 năm thì họ theo dõi qua cái hoạt động ở Gallery Tavibu. Thế thì sau khi mà họ theo dõi một thời gian rất dài thì họ quyết định là họ mời. Thì khi họ mời thì có cái hội đồng của họ quay sang để họ xem chất lượng thực tế. Và sau khi xem chất lượng thực tế thì họ mời tham gia. Và bây giờ nó cũng có những thay đổi rồi. Bây giờ là họ lại không mời nghệ sĩ trực tiếp mà họ chỉ đấu giá qua những cái nhà sưu tập hoặc là những gallery. Nó cũng thay đổi. Thế thì 2 năm gần đây tức là anh cũng tham gia. Vì họ thay đổi, họ không đề xuất mình gửi trực tiếp như trước. Thì mình thôi, thì mình không tham gia. Thì ngoài cái nhà đấu giá Sotheby thì Christie họ cũng mời, nhưng mà chính vì là trên cùng một cái địa bàn nên anh cũng không nhận lời Christie. Thế anh đánh giá gì về cái hoạt động nghệ thuật hiện nay ở Việt Nam? Nhìn chung cái hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam thì đang bị nóng quá. Thế nó có hai vấn đề. Thứ nhất là họa sĩ trẻ hiện nay thì cũng có hai top. Một top là họ cũng đam mê, họ cũng theo đuổi sáng tạo đến tận cùng, nhưng rất ít. Còn một top thì là theo đuổi đam mê kiếm tiền thì cũng phần lớn. Thì chính vì cái đấy thì là nó cũng thôi, nó giai đoạn quá độ thì cũng phải chấp nhận thôi, nó không thể nào hoàn mỹ được, và chỉ là mỗi cá nhân phải tự ý thức và tự xây dựng cái con đường cho mình thì nó sẽ trở thành cái gì trong tương lai đấy, chứ còn
theo đuổi cái thời đoạn thì ai thì nói chung nghệ sĩ thì ông nào mà bảo là mình không cần tiền thì cũng là một cái sự giả dối. Rất cần, nhưng vấn đề là cái mức độ và cái đấy nó không được phép lấn lướt cái sáng tạo thì anh nghĩ là ok. Là còn vẽ thì mong muốn nó cái tác phẩm của mình cũng phải được bán, phải được quảng bá, và chứ không phải là vẽ xong cất vào kho. Nhưng mà cái chất lượng sáng tác thì nó là cả một cái vấn đề là phải tự ý thức.